Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Sáng nay, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Công an tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng truy bắt hung thủ gây ra vụ giết 4 người vào chiều tối hôm qua 12 tháng 8 tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, một nạn nhân đã điện thoại được về cho gia đình, nên cơ quan công an đã cơ bản xác định được nghi phạm để tiến hành truy bắt. Đại tá Chiêu cho biết, hiện trường vụ án xảy ra ở trên nương, ở xa nên khó khăn cho việc khám nghiệm, truy bắt nghi phạm. Cơ quan điều tra cũng xác định nghi phạm có thể đang lẩn trốn vào rừng nên huy động lực lượng truy bắt.